Nhật Bảo Sở Cun. Bao nhiêu tiền? Đây bộ lấy ở trong này. Trong này á. Cái này. Bao tiền? Thử giới thiệu cái đấy, đấy xem cho tiền kiểu gì. Đâu? Đâu nó sử dụng nhà? Đây là đấy ở đây. Nhắc tiền ở đây. Đâu cái lỗ nào nhắc tiền? Đây. Lỗ này nhắc tiền nhá. Lúc mình sử dụng tiền cần mở ra, không cần phải đập phá gì cả. Không phải đập phá. Tiền rồi nhá. Thế mua cái đấy bao tiền? Đọc xem là xem một giá mà. Một giá. Cái nào không biết nữa. Lợn nào con nào?
không? Mua đi. Mua được, bố cho mua đấy. Ờ sao hôm nào làm quả kem kem đấy được. Thôi lấy cái xanh kìa, lấy xanh được. Đây lấy cái đấy. Ok. Con gì đây? Con gì đây? Cho ấy vào ạ. Ấy gì? Cho gia vị. Gia vị vào rồi cắt vào đường này. Sao con biết? Con xem cái qua. Con xem qua rồi ạ? Đâu cái gì? Đây là cái đọc, con đọc được mà. Đọc xem. Cái xích nhá. Xích làm sao? Xích này là cái này là hôm nay con mới vào cái gian hàng này anh ạ. Đúa gì đây? Đúa sắt. Nhật ơi, giới thiệu xúc xích nào. Nhật ơi, ra giới thiệu xúc xích ngoài đây xem nào. À, con cầm từng gói lên giới thiệu cho các bạn xem cái loại nào đắt nhất, loại nào rẻ nhất, loại nào ngon nhất xem nào. Xích gì đây? Con đọc xem loại xúc xích gì. Đưa gần vào máy quay xem nào, xem máy quay đọc được không ạ? Tuyệt phí à? Con xem con giới thiệu từng loại em nào. Có những loại xúc xích gì ở đây nào? Xúc xích gì đấy? Xúc xích gì à? Xúc xích gì? Đọc. Tỏi. Xúc xích tỏi. Xem loại khác. Loại khác em. Con thích cái loại nào nhất nào? Con xem con thích loại nào nào? Loại gì đây? Cái loại gì đây? Xích gì đâu? Đọc xếp nào. Cái lọ gì đây? Lọ gì? Con đọc xem không? Biết tên rồi vậy không đọc cả không? Con phải đọc chứ. Lạnh ghê. Lọ gì? Uống không? Nằm lọ. Tế cho bố. Đây bên này. Kìa, mẹ đang cầm đây. Đấy con ra con chọn một lọ ấy. Ê, cay lắm các ơi. Cái này cho ít hơn. Rồi, cay. Nó sao thế ạ? Cay xong rồi luôn. Đã ăn bánh xèo. À, bố ăn này. Bánh xèo. Ờ, tí ra ăn bánh xèo.
đây? Đọc theo nào. Hai lọ. Hai lọ. Thank you.
đây xếp hàng đây được. Đợi họ ra là mình vào. Đây à? Ăn chưa? Ăn rồi. Ai cho?